Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay cho Phú đi vào trong Vĩnh Điều, Vĩnh Gia đó vị, thì để quay chú chó mà rau bán nấm gom vị cũng rất là đặc biệt, cho nên cho Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đến nhà vị đồng đạo này. Thì bình thường đó chị ấy chuyên bán nấm gom để giúp đỡ cho gia đình, rồi cho bà con, cho xã hội nữa vị. Cho nên là đặc biệt một điều, hai chú chó này, một chú chó được chị nuôi, còn một chú chó quan cũng đi lại, hai chú chó đều rao bán nấm gom chân. Cho nên Châu Phú phải thuê một cái nhà trọ để mà nghỉ ngơi tại đây, rồi chờ để sáng là chị chuẩn bị đi bán nấm gom, quay gửi đến quý vị. Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Ở đây là ngôi Tam Bảo, nơi cốc của chị Trang nha quý vị. Và Nam Mô Di Đà Phật. Giang ơi, ơi chị Giang chỉ đứng trong, chị Giang chỉ đứng trong cửa nãy giờ. Rồi chào chị Giang á. Rồi bây giờ hôm nay nè, nó nghe nè, đứng đây nè ha. Dạ, cốc này là chị tu ở đây đó hả? Vậy ha. Rồi chị hành đạo lâu chưa? Ăn chay thì năm 18 tuổi. Rồi vô đây là mười mấy năm. Chồng con có không? Tu sĩ sống bậc thanh. Bậc thanh luôn hả? Thì bây giờ chị một ngày với nó chị bán được bao nhiêu nấm gom? Anh chị 10 ký, em chị 10 ký, nhưng mấy bà chị 10 ký. Chị là... chiều chị dạo vòng. Vậy ha, vậy là một ngày với thu nhập được nhiêu vậy? Thì ba bữa kiếm bữa là trăm mấy vậy đó ha. Có khi trăm, trăm mấy. Em được nghe bà con kể là chị có nuôi hai chú chó cũng rất là đặc biệt. Thì nghe nói hình như niệm Phật đó, hay là đọc giảng là nó nằm nó nghe hả chị? Có mà nghe vậy. Lúc trước còn chó trắng nữa, ba con luôn. Còn cái con kia con quan nó bắt chước mới đây thôi. Dạ. Còn hai con kia vợ chết rồi. Cái bắt hôm gom chị đi rau gì nè, tự nhiên cái nó hú hú lên cái mấy bả phải bắt hoài cho nó hú. Dạ. Cái con kia cái con này nó lấy giọng luôn đó. Dạ. Nó đưa cái mặt nó lên vậy nè. Rồi cái đợt chị đọc giảng là mấy đọc giảng là lên đó rồi. Đồng đạo cũng có biết luôn. Là chị cũng thấy luôn, lên đó nó nằm cái vợ chị nó Nam Mô rồi hoặc các giọng đọc cái nó lên rồi. Dạ. Rồi nó mới vượt qua. Rồi đợt đó thì kiện đọc cái nào không đặt tôn thì kiện đó nó cứ nằm mà cái nó muốn đọc nó rất lên nè. Vậy là chú chó này cũng như á, là khi mà mình mở lên cái âm thanh mà chị đi bán nấm gom là chú chó nó gào gào theo còn riêng luôn, nó giống như là con người vậy đó ha. Mà nó cắt cái giọng cái cừ vậy hả? Ồ, cũng rất là đặc biệt nha quý vị. Và thì chị ở đây là chị tu ở đây làm nghề mất công phu mấy thời vậy? Ở đây đi hai thời chị phải đi làm nữa ha. Rồi bình thường chị làm công tác xã hội làm gì? Thì ở đây hội bà con mà cần giúp gì bệnh hoạn đau cũng cầu nguyện đám ma hồi xưa rồi bây giờ cũng có nhiều anh em hồi xưa là mình ơi luôn, đám ma cũng đi làm đó. Vậy đó ha. Bên đó nó là ban trị sự phải không? Ban trị sự. Họ là ở kia giờ lại đây mất giữ ban trị sự. Vậy ha, vậy là ở đây là kính thưa vị, ở đây là ban trị sự để cho bà con về đây niệm Phật nữa vị. Đây, đi. Bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành đi qua quay nhẹ cái. Nghe nói là ban trị sự bây giờ là bị mưa dột quý vị. Mưa dột ngay chân chỗ mà bếp nấu ăn. Đó, quý cô chú anh chị nào mà có đến đây đó thì giúp đỡ hỗ trợ thằng bếp này nè vị. Tại bữa nay là hên không có gió. Đây, ở đây nấu ăn gì nữa vậy? Cháo đây. Cháo nha, cháo chay. Cháo chay. Nó chóng quá, gió mưa là tại cái cháo nấu gơm, cháo nấu gơm. Cháo chay rồi. Rồi, mưa tạt hết trơn. Xin dẫn bếp đi. Cái này là đủ nhân viên với cô chú anh chị nào có hỗ trợ tiếp xúc với chị Trang đó thì liên hệ số điện thoại nào chị? 034 237 940
Rồi 0342 37 9441. Dạ. Rồi tiếp tục ha, mời quý vị và các bạn không để quý vị chờ lâu nữa. Ha, chào cô nha. À, tiếp tục là chương trình Châu Phú sẽ mời vị đi ra cái chú chó mà ra quán nấm cơm nha quý vị. Nó là dai nhớ nó luôn mà ông trời. Lo mấy con chó này chạy. Đây là chiếc xe có 3 giờ 2 giờ là đi. Là chị chạy xe gì đó ha. Đâu rồi chị chạy xe đâu. Nó nóng quá hiểm rồi lên ha. Đây chạy lên à, chị có bình thường nào bạn đó nó mỗi lần gặp chị là nó làm gì đó chị kêu nó niệm Phật đi rồi con bỏ bóng tu qua lại nó cũng chào vậy nó đâu chơi hay bay niệm Phật coi nó làm gì đang ngu biết tin chút xíu nghe chút xíu nhớ nghe đi bán nấm rơm nghe bình thường nghe quý vị hết pin hết bình hết bình hết bình chưa rau hết bình đây con đã ra nữa kìa con đã ra ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi nấu à nấu ta cho bà này bính là hết bình đó ai mua nấm cơm đây bà con cô đây con nữa nè. Hai bà con cô bác ơi. Đó ngào nó biết đi rồi. Nó biết đi là nó ngào là nó ngào đó. Mở lại. Ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi. Ông này làm cái bữa nay quen con nghĩ là giọng dài nó dài vậy. Anh còn nó nên anh này dài hơn nè. Ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi. Đó, con này nữa nè đó. Kìa kìa, con chó nó sợ nha. Ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi. Nó gào đó. Cái anh này tao giao hơi dài nè. Kính thưa quý vị, tới lên người. Ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi. Đi không biết nói mà làm biết nghe quý vị. Nghe gào nấm rơm, chủ quán nấm rơm nó gào thay quý vị. Cho nên là Châu Phú đến đây rồi là có mua những cái phần bánh nè quý vị. Ăn nó hiểu luôn đó, ngồi ăn đi. Để cho các chú chó quý vị. Đây nếu mà mình ngồi mình ăn là các chú chó khều quá vậy. Để ngồi khều. Tên gì con đi, chú này tên gì chị? Su coi kia là Su Quang. Su Quang này nhát lắm, con nó xin là ở đó rồi lần đuổi nó. Này ở đây nè chị nha. Lần đuổi nó cái đầu nó. Ăn bánh nào vậy? Bánh nào không ăn cho bánh tay bánh này không ăn. Su Quang. Su Quang là Su Quang. Ăn là Su Quang ơi. Ngồi với bạn á, cái đầu mình cho mình quên cái hơi hết nó kiều, kiều. Vậy hả? Cái ghế kìa cho muốn ngồi mà không cho là nó kiều luôn. Này con. Ăn bánh tây nghe vậy. Ăn dữ lắm. Ở đây mua bánh tây mấy ổng lại uống uống trà hộp lập đầu kiều. Su Quang. Su Quang mới ăn Su Quang. Con đó nó nhát lắm. Nó mới dạng dạng chút nó bò mà cái hơi anh dài dữ lắm nha. Đúng rồi. Anh mất trước ông này rồi thì lấy tượng chết rồi lấy cưng. Con bánh tây nó mà chết rồi. Cái này giống như người ta kìa chị. Đó đây nè, đừng có giành con ta nó ăn hiếp nè. Nó ăn hiếp hả? Nè nè nè. Con kia sợ nó chứ nó chớ nhắc kia tại mình mà con này là Su gì? Su còn con kia Su Quang. Su. Sao con giành dữ rồi con ham ăn với con. Bạn đi lại đây mà. À, nó chừng nào nó nghỉ ăn nó mới cho người ta ăn. Ham ăn nha. Ta nó quậy ha. Nghiệp cho kêu. Có cho nghe niệm Phật không? Con kia nó buồn cái gì vậy kìa. Ừ. Rồi đó.
ơi, con kia buồn đi quá. Con này bắt lấy điện thoại là nhớ nghe không? Còn con kia mà mừng cái nó cũng cần anh nữa. Dạ. Cần anh nó cắn đây chắc con lần đi về mừng cái nó mừng theo cái nó cần anh được cắn kìa. Vậy đó hả? Xe em dẫn ra là bóng xe đi liền. Vậy là gánh tỷ. Tỷ á con này nè. Gánh tỷ quý vị. Gánh tỷ với con tiên chứ không phải anh tỷ chó đâu. Vậy là ai lại gần chị là nó ganh tị hả? Rồi ba hồi tôi tin mà lại gần é cái đâu nó muốn á. Cũng còn kia chạy đâu rồi. Mới sợ tôi tin lại gần. Ở lại anh trai dẫn xe ra lại phóng xe ngọc chứ. Nè cô không ngồi xích bên đây nè cô. Làm sao nó kìa. Cháu nói qua mới thấy. Con này cô xe đang ngồi. Cháu này là thằng cháu nó lụm mẹ nó đẻ ngoài chợ. Dạ. Thế chị nào vậy chị không có thích nuôi vật mà mới nuôi con nào là nó mến theo dữ lắm. Vậy đó hả? Thấy giống như người ta quá ta. Bánh tại bây giờ cứ ngồi gì cho ăn, cứ ngồi trên bàn kìa, cứ quên cái đất kiều. Vậy hả? Sườn non khô cũng ăn vậy đó. Lên trên ngồi ăn nè. Ngồi ghế cái đất kiều. Kiều ha. Mấy ông đồng đạo lên đây hợp nó cũng kiều hết trơn à, kiều hoài luôn. Bắt tay cái con. Xô bắt tay đi, xô bắt tay cho bú cho ăn kìa. Bắt tay cái đi cho bú cho ăn. Rồi bả ta bắt giảng là nằm nha. Chu tay. Con cái bệnh mùi chết gì đó. Bộ chị không có tắm cho nó sao? Tắm được đi con. Vậy này mua tắm không được không? Không. Phải bắt nó tắm ra. Tự tắm hên. Ừ, xuống sân ơi, lậu tắm hên. Vậy đó hả? Có hôm cái này sao thấy nó tắm mồm là ngày tắm mấy cực. Vậy hả? Nhảy con hên tắm hên. Giống như người mẹ ta. Mẹ tắm con dù là thấy nó tắm. Nè nó có sấy nữa nè. Con dù người ta sấy cái phùng nó lắm. Nè. Lắm nha. Nó mơ gì lắm bạn ơi, cái kiếp trước là gì á. Trình giảng nghe đọc rồi, ước là tôi nghe hoài không đi đó. Tôi không có chỗ ăn luôn á. Tôi chứ mà nó liền sát sạm lại ha. Rồi chị có thường hay mở niệm Phật cho nó niệm không? Đó, cái máy niệm Phật. Máy niệm Phật á. Nó lên nằm nghe hoài. Bắt niệm Phật lên nằm đây nè, nghe hoài luôn đó. Vậy đó hả? Cái con này nè, nó nằm ngay đó đó. Đầu tiên chứ chưa được. Bắt ở đâu là anh nghe là anh nằm hoài đó. Nhiều khi á, trời mưa ướt nẹp mà nó cũng vẫn nằm ngay đó đó. Mưa xong là còn ướt mà nó còn nằm. Nằm xuống luôn đó, không đi khỏi chứ đó. Mà có cái bệnh mình chạy không được, gặp ai lại xuống rồi chạy tới trên mình thôi. Rồi gọi đầu làm quen vậy đó. Rồi giống như nó hầm tay vậy đó. Mà nó quái ngừ. Dạ. Ai nó mà quen chứ. Rồi nhìn đây. Kêu đi mấy cho ăn. Kêu đi bắt tay xu. Bắt tay đi mấy cho ăn, con nghĩ cho ăn. Bảy ơi nó nổ cái nút gì mà để trả lời từ chối gì nè. Cho ăn nguyên cây luôn rồi. Trả lời từ chối gì nè. Nè. Người điện hả? Bà Lê Thị Hiệp. Lê Thị Hiệp. Anh Lê Thị Hiệp đang đang quay phim bà điện hả? Bà điện đó, bà Lê Thị Hiệp bán mấy gồm. Rồi, kính thưa quý vị, thì bây giờ rất là đặc biệt. Ủa cái lo này nói chuyện được không ta? Không. Chị thâu vô. Cái lo này thâu đĩa không ha? Thâu vô là sủa lại cái nữa liền. Nè sủa lên cái cho bà con rồi, coi. Rồi sủa lại cái. Sủa lại không? Nghe nghe nghe. Ai mua tấm cơm đây bà con cô bác ơi. Rồi nghỉ đi nghỉ đi bà. Đó hay sao? Giao đây, giao đây. Đây bà con cô bác mấy ăn rồi, tắt đi mấy ăn rồi, mấy ăn rồi. Chị kia đâu rồi, chị kia nó mất đi rồi. Kìa, con đó, kìa. Đắng kìa. Đông quá này nó nhát. Ông kêu nghe gạo cái ông mày. Ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi. Giao đây, giao đây. Quét đuôi kìa. Bà đi lo bà đó nó nhát. Bà ăn no á vậy. Bà đo là bà. Ai mua nấm cơm đây bà. Giao đấy. Cô bác ơi. Tắm được đâu. Tắm được không trùng tắm được lại. Có đâu. Trùng lầu không được. Ai mua nấm cơm đây bà. Con cô bác ơi. Ông mà chéo chu kìa. Rồi đâu lấy giọng coi. Lấy ơi ra đây con. Đó rồi, tất ơi. Ông kia ông dẫn đi rồi. Ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi. Ông trong đây ông giao ông ngoài kia ông mới chịu giao. Ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi. Ê mày, ông kia bánh rồi. Bây giờ mây bánh rồi nè. Đó, cầm theo một bọc bánh này nè đó. Ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi. Đó, tôi biết tôi muốn cho ăn đeo rồi. Giao ghế hết bình luôn.
Ai mua nấm cơm đây bà con cô bác ơi. Thôi tắt đi. Con làm rau kêu rau. Rất là đặc biệt nha quý vị. Và văn thì ai 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 đưa em cái chú ba nào á xúc nó áo kìa Trang ơi, kêu Xu Quang vô luôn. Vô Xu Quang. Nó đông người nó sợ lắm. Vô đây Xu Quang. Ê, ông già ba, ông ăn cháo kêu mà ông đi rồi. Ông đi đâu rồi? Chị hẹp điện có gì không điện lên chị hẹp. Bà hỏi giá đồ bán đường. Phải nè, để hỏi để ai đem đồ về bà tự gắn vô chứ. Nói kêu bà tự gắn. Đó, ham ăn à. Dạ. Để nó coi. Bọc đi em gam cho Xu Quang ăn bọc nha. Mở ra thằng kia nó đi ra. Nhìn ra lên trong. Dạ. Lên ngủ mà. Điện. Tôi có gãi vô tôi gắn không? Tôi cho tôi gắn không? Điện rồi, điện rồi. Bấm nút em đi. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ là cho con Xu Xu ăn. Để là cho Châu Phú đi ra ngoài kia cho Xu Quang ăn nha. Nè con. Đây. Xu Quang thấy thương lắm quý vị. Xu Quang nằm đắng kìa. Con thấy người ta nằm mà cô. Cái này làm gì nó không khoái chị ơi. Khoái cái đó hơn á, cái đó làm như ngon hơn hay gì á. Tại nó ăn nó hử, nó biết cái nào ngon, nó ăn cái nào ngon nó ngon rồi đó. Còn ăn dở là chê đó. Rồi cái này không có độ béo rồi. Không phải ai, không phải ai. Đó, khoái hơn rồi. Đó, khoái bánh phần tơ mà. Mà còn lửa bánh nữa chứ, đi ra ngoài ta cho con kia ăn đó. Đó, chị ra đây chị cho vụ cho nó ăn đi. Ở đây đi, đang cho ta ăn, cho con kia ăn được. Đó, tiếp tục. Chạy ra nó giặt. Con kia ăn cơm lại để con này ăn rồi, con đó mới cho này ăn. Con hết đầy lắm rồi. Ăn rồi mà con này đi á, con nó mới. Đấy à, cái này ai điện hoài nè. Nó cản nè. Bà kêu đứa kêu điện hiệp bỏ đứng luôn. Nè, cản hoài nè. Vô đây con. Hả? Tôi qua nó nhát quá. Đúng bánh thôi à. Đúng bánh nó. Ừ. Nó ngon hơn. Chừng nào mà dở mà không có thứ gì á thì quất luôn. Đổi qua thằng lại luôn chứ ta kéo. Ông này ông no gì ông muốn ăn bánh nữa ông này ngon. Ngon đó với con chó nha vị nó biết. Quăng cho đi qua. Nè, nó ngon nè. Ăn lửa bánh ra. Thử nó luôn. Bỏ ra nè. Đi vô. Đổi này nè. Nó đổi này nè. Chừng nào đó không có ăn luôn, không có ăn nữa. Lại ở. Nó không có chê. Không có lại. Chê đó. Rồi, cắn bỏ ra đó. Giống sườn non cái này hả, cái này bánh đùi gà mà chê vậy là ta tan chay hay ta muốn cái tao muốn đi ra chay chay hả tao chịu bánh tây gì nó mang ra vậy là cái mùi đó coi chừng có mùi gì nó chi cu la nó cũng phải ăn thử quá là thử rồi đó vậy. Vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, video thì cho chú gửi đến quý vị đó là những cái loài vật đó mà nó cũng biết đó là niệm Phật, cũng biết đó là giao bán nấm rơm hay là nó cũng khóc khi mà chủ đã mất quý vị. Cho nên muốn gửi đến quý vị đó là video nhằm mục đích là khuyên chúng ta là hãy yêu thương cái loài động vật ha. Vì Đức Thầy nó tính lên người dân những đồng tuy không biết nói mà lòng biết nghe ha. Nam mô Di Đà Phật. Qua đoạn video này thì chào cô ha. Cô thấy chú chó này sao, có gì đặc biệt không? Thì nói chung ra chú chó này nó tuy loài vật mà nó khôn, nó tuy không biết nói mà lòng nó thương. Nó có bao nhiêu nó thương, nó nhiêu mà
Hôm mà bé Trang đi đâu là nó phóng lên xe. Dẫn xe là phóng lên đi cầu nguyện là nó ở ngoài giữ xe. Giữ xe. Giữ xe. Không vô nhà giữ xe. Làm mà xe giữ hoài vô nhà. Đẹp luôn trời quá. Đưa ngay Trang cái màn ảnh cười. Trang mà đi đâu nó ngay là cầu đó đó. Trang vô nó mới vô. Dạ nó mới đâu. Đâu có lúc mà chị ra bên kia chị vậy bà này nó kêu. Nó kêu. Nó chạy cậu kêu vậy. Đặc biệt ha. Dạ. Giống như người ta, giống như đứa trẻ quá chị. Mà xe này nó không giữ bằng xe kia, xe tay ga nó mới giữ. Tôi thương nó vậy lắm. Dạ. Không, rồi. Xe này nó ít giữ mà xe kia nó giữ, xe xịn nó giữ chắc luôn. Xe này là không giữ. Xe này bớt không giữ. Xe xấu quá nó không theo giữ phải rồi. Xe kia ngồi chắc luôn. Vậy ha. Giữ dữ lắm. Rồi. Cầu nguyện là giữ. Vâng rồi, kính thưa quý vị, video thì cũng nguyện lên Trang để cái máy nãy giờ quay sao đất tròn có. Cắt mở cái đó đây. Dạ, tiền nước cá. Dạ hả? Trời ơi, quay lên rồi người ta coi người ta thấy đít không thì chết luôn rồi. Cái kênh này có bộ là hơi bị đuối rồi đó nghe. Bởi không có bị clip theo quay. Rồi. Chúc quý vị sức khỏe bình an, đăng ái kính chào và tạm biệt nha.